Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà có tổng diện tích là 250m2. Trên thửa đất căn nhà thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị ghẹ phải là di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 400m. Con đường này thì rộng khoảng 2m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường học, ủy ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 1 km. Hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường Quỳnh Công Ký, đường nhựa, kinh kháng chiến khoảng 300m nha anh chị. Trước phần đất và căn nhà vườn thì có cái đường nước công cộng khoảng 1,5m và cũng liên thông ra sông Nguyễn Tấn Thành. Và ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị có thể trồng tất cả loại cây ăn trái như là dừa nè, mít, sabo chê và các loại cây ăn trái khác thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ xây gào B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 5,5m và có chiều dài là 36m. Ở phía sau đất nở hậu ra là 6,5m nha anh chị. Thửa đất thì cũng cao gáo bằng theo mặt lộ luôn. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có nha anh chị. Ở khu vực này thì mình có đường điện nè, nước wifi thì có đầy đủ hết. Mà mình cũng gần chợ Long Định luôn nha anh chị. Ở diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này ha. Và mình tới ngay chỗ vị trí trụ bê tông này là 5,5m nha anh chị. Phía trước thì gia chủ làm cổng gào là bằng sắt. Hồi về thì anh chị có thể tu bổ lại căn nhà là anh chị mình ở luôn nha. Hồi vào phía trước thì chủ cũng cán nền đổ bê tông hết rồi anh chị. Hồi căn nhà thì phía ngoài thì tô, bên trong thì chưa có tô, dưới nền thì chỉ đổ xi măng thôi. Hồi về thì anh chị mình có thể trang trí căn nhà lại thêm ha. Và khu vực ở phía trước thì anh chị có thể về làm một cái máy tiền chế khu vực ở phía trước nha anh chị. Hôm về thì đám tiệc thì rất là rộng rãi luôn ha. Không khí ở đây thì rất là mát mẻ và trong lành. Hàng xóm thì rất là đông luôn. Hôm về đây thì anh chị mình có thể mua để anh chị mình ở cũng được, hoặc là anh chị mình mua để đầu tư cũng được nha anh chị. Ở đây thửa đất và căn nhà đang quay về hướng đông. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị mình di chuyển tới vị trí căn nhà là 12 km.
từ thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 64 km nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 570 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng ha. Ở đây là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Ở cửa thì gia chủ dùng cửa sắt, kính thì khoảng 5 ly. Ở về đây thì anh chị có thể trang trí lại căn nhà là anh chị mình ở ha. Và bên hông thì cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Hiện căn nhà của mình thì chỉ có một phòng ngủ thôi nha anh chị. Căn phòng thì cũng đơn sơ thôi. Về thì anh chị mình tu bổ lại căn nhà là anh chị mình ở ha. Còn khu vực này thì anh chị có thể về anh chị mình ngăn bức tường ra, anh chị mình làm được căn phòng thứ hai luôn ha. Phía sau thì mình có không gian nhà bếp và mình có sàn nước nhà vệ sinh bên trong luôn nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú đủ điều kiện luôn nha. Ở đất của mình thì tới ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nha anh chị. Ở phía sau đất của mình nở hậu ra là 6,5 m, rất là đẹp luôn. Phía sau thì anh chị mình có thể trồng cây ăn trái thêm. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú lên thổ cư ha. Giá bán là 570 triệu nha anh chị. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn nha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất và căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Em cũng xin nhắc lại diện tích để cho anh chị cô chú nắm lại một lần nữa. Ngang của mình là 5,5 m và có chiều dài là 36 m. Đất ở phía sau nở hậu ra là 6,5 m. Tổng diện tích đất và nhà là 250 m². Ở trên thửa đất và căn nhà thuộc cây lâu năm. Anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú lên thổ cư ha. Mình rẽ phải là di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 400 m. Và anh chị mình rẽ trái là di chuyển vào đường Quỳnh Công Ký, đường nhựa Kinh Kháng Chiến khoảng 200 m thôi. Con đường ở phía trước là anh chị mình di chuyển là đường xe máy và xe ba gác nha anh chị. Với giá bán là 570 triệu nha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị
đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.